Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà Anna nhận được rất là nhiều câu hỏi, đó là làm thế nào để có thể làm việc được với ý kiến phản đối. Làm thế nào để mình có thể giải quyết được những cái ý kiến phản đối đấy. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng là nếu như chúng ta có thể nắm giữ được cái kỹ thuật này thì cho dù đối tượng là ai đi chăng nữa thì bạn hoàn toàn có thể nâng cao được cái tỷ lệ thành công của bạn lên, đúng không? Ví dụ như là chúng ta đang có một cái tỷ lệ chung là bạn cứ nói chuyện với 20 người sẽ có 6 người mở mã số với bạn chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể nâng cái tỷ lệ đấy lên là bạn nói chuyện với 20 người có 10 người mở mã số với bạn này, hoặc bạn nói chuyện với 20 người này có 15 người mở mã số với bạn. Đấy là một cái kết quả mà Anna tin chắc rằng nó sẽ đưa cái công việc của chúng ta lên một cái mức thuận lợi hơn bao giờ hết. Và tại sao lại có những người có cái tỷ lệ chốt mã số cao như thế? Thì đương nhiên tất cả nó đều phải có lý do, tất cả đều phải có lý do. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cái lý do đấy để các bạn hiểu được cái mấu chốt. Và đây cũng là một trong những bí quyết mà giúp cho Anna có thể mở rộng được nhanh như thế, là bởi vì là mình đã có cái sự chuẩn bị. Và khi mình đã có cái sự chuẩn bị ấy và làm việc với ý kiến phản đối ấy, thì cho dù là họ ban đầu có ý kiến phản đối mà rồi sau đấy sau cái cuộc nói chuyện với mình có thể là 20-30 phút thôi, thì họ có thể đưa một cái quyết định là ok, tôi sẽ cho bản thân bạn mà đang giới thiệu với tôi một cơ hội để làm việc chung với nhau, để xem, tìm hiểu chung xem nó như thế nào. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một có thể sử dụng ngay trong những ngày cuối tháng như thế này. Chúng ta còn tối nay và còn một ngày mai nữa. Thủ lĩnh hay nói rằng là khi còn có sức thì vẫn phải bóp cò, đúng không ạ? Thế cho nên là tất cả các bạn đã xuất hiện ở trong phần livestream, xin được gửi một cái lời chào thân ái, lời chào thân thương nhất dành cho các bạn. Rất xin lỗi vì Anna không thể nào đọc từng tin nhắn để mà trả lời của các bạn được. Mà Anna luôn luôn nỗ lực làm sao đấy để có thể trong vòng thời gian 20-30 phút có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin thật là hữu ích nhất. Và hãy giúp Anna tắc tên những người bạn, những người đồng đội của các bạn vào. Tất cả chúng ta đều rất là cần đến cái kỹ thuật này. Rồi hãy giúp mà Anna chia sẻ cái phần livestream này lên bất kể một cái chỗ nào mà bạn thấy hợp lý, bất kể chỗ nào bạn cảm thấy phù hợp. Và đồng thời là bạn nào mà chưa theo dõi cái kênh và YouTube của Anna thì bạn hãy bấm theo là dõi, bấm follow nhá, để chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau hơn. Và đồng thời thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái tuần lễ vừa qua thì ở thế giới có rất là nhiều biến động, và chúng ta không thể biết được là cái biến động gì nó sẽ xuất hiện. Thật sự chúng ta không thể biết được là xã hội bên ngoài sẽ thay đổi như thế nào. Có những thứ mà chúng ta chưa hề được trang bị, cả trăm năm nay rồi mới có những cái sự biến động giống như hiện nay. Và ngay cả trong những tình huống như thế thì việc của chúng ta vẫn là phải có cách, có một cái giải pháp nào đó để mà nuôi sống bản thân này, nuôi sống gia đình của mình này, và còn đồng đội chúng ta nữa. Còn có rất nhiều người đang tin vào sự hướng dẫn và sự lãnh đạo của chúng ta. Cho nên là việc của mình là gì? Việc của mình là vững tay lái các bạn ạ. Việc của chúng ta là vững tay lái. Và trong khi mà thay vì là khi mà có một thách thức đến thì việc của chúng ta là ôi trời ơi như thế và thôi tôi phó mặc cho số phận, thì bây giờ chúng ta là cái lúc mà chỉ số vượt khó của chúng ta phải cao hơn bao giờ hết. Chúng ta phải vượt khó, và việc của chúng ta là phải làm sao mà có thể vượt qua được cái giai đoạn này một cách ngoạn mục nhất. Và ví dụ như đáng ra là bạn tăng trưởng nặng gấp 5 lần thì bây giờ bạn tăng trưởng gấp 3, gấp 4 lần. Chứ không thể nào bạn đang tăng trưởng gấp 5 lần rồi bây giờ bạn không làm được một tí nào nữa, thì cái đấy là do chính bản thân mình rồi. Thế còn ngày hôm nay thì Anna rất là tin tưởng rằng là với cái công thức này mà khi các bạn áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn á, thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Ở trong công việc của chúng ta cái sự tự tin nó rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ làm một cái phần mà nhiều người nản nhất, đó chính là cái phần làm việc với ý kiến phản đối. Rồi bây giờ các bạn giúp Anna tag tên bạn bè của bạn vào nhé. Rồi bây giờ Anna cũng gửi cho người thân để xem người thân có tag tên được bạn bè không. Ok rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết luôn. Đầu tiên ấy, chúng ta cần phải giải phóng cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta đã giải phóng được là gọi cái từ gọi là ý kiến phản gọi là nhà sự từ chối. Chúng ta chuyển cái sự từ chối đã được đổi thành ý kiến phản đối rồi, thì đó đã là một cái rất là hay rồi. Thế thì ý kiến phản đối là cái gì? Ý kiến phản đối đối với Anna ấy, nó là một cái cơ hội
ý kiến phản đối là cơ hội gì ạ? Để mà mình có thể thiết lập được một mối quan hệ sâu hơn, một cái liên kết mạnh hơn với cái người mà mình đang tiếp cận. Có lẽ là nếu không có những cái ý kiến phản đối đấy thì chúng ta chẳng bao giờ hiểu nhau, đúng không ạ? Và thông qua những cái việc mà trao đổi qua lại thì chúng ta hiểu nhau hơn. Và ở trong cái ngành nghề của chúng ta ấy, thì việc của chúng ta là phải đi xây dựng những cái kết nối rất là mạnh mẽ. Việc của chúng ta là phải như thế. Việc của chúng ta là phải làm sao mà thiết lập được mối quan hệ giữa con người với con người. Cho dù nhá, cho dù là mới đầu cái người mà bạn đang tiếp xúc á, họ có thể là họ sẽ trở thành tư vấn viên của bạn ngay, có thể họ gia nhập với bạn ngay. Nhưng bạn biết không, trong suốt cái hành trình mà họ làm việc, nếu như cái kết nối đấy nó thực sự chưa đủ mạnh thì một tí họ lại từ chối mình thôi. Mình bảo họ vào học thì họ không vào học, mình bảo họ đọc sách cũng không đọc sách. Mình bảo là tự nhiên mình hô lên là tướng, hô lên là toàn quân tiến về phía trước thì họ bảo tại sao tôi phải tiến. Và như thế cũng một trong những cái thứ mà làm cho chúng ta cần phải trưởng thành hơn là chúng ta cần phải biết làm việc với ý kiến phản đối. Hãy xem đây là một cơ hội để mà mình có thể kết nối sâu với người đấy. Và khi mà bạn thay đổi được cái góc nhìn như vậy, bạn thay đổi góc nhìn như vậy thì rõ ràng là mỗi lần mà bạn nhìn thấy ý kiến phản đối, bạn không thấy sợ nữa, đúng không ạ? Mỗi lần bạn nghe thấy ai phản đối thì mình bình thường nghe phản đối là mình nào là lo lắng này, rồi giận dữ này, xấu hổ này, khó chịu này, gì đó, đúng không? Trời ơi, hay như thế này mà lại còn không tham gia, lại còn phản đối nữa. Ví dụ là như thế. Thế thì việc của chúng ta là chúng ta suy nghĩ khác đi. Hãy nhớ rằng là tất cả những sự kiện đến ấy là cũng nó ra kết quả thế nào là do cái cách mình đối diện. Ngay cả cái sự biến động của xã hội bây giờ cũng vậy, nó cũng là vẫn là do cái cách mình nhìn nhận và mình đối diện với nó thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả và dẫn đến cái cảm xúc của mình. Chứ còn ai cũng sợ cả, mà ngay cái lúc họ sợ đấy thì họ làm gì, đúng không? Chúng ta cũng vậy. Thì nhớ nhá, cái cách mà mình gọi như xác lập lại ý nghĩa của sự phản đối là một cơ hội, luôn luôn nhớ, cơ hội để kết nối với họ, cơ hội để kết nối với họ chứ không phải là cơ hội để chiến thắng họ nhá. Mình không cần chiến thắng ai cả. Ok chưa? Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai, mình cần phải hiểu tại sao người ta lại phản đối. Theo bạn này, nếu như mà cái thông điệp nó được truyền tải rất là trơn tru, người nói cái mình nghe hiểu ngay, người nói cái gì mình nghe hiểu ngay, nếu mà như thế thì tốt quá, đúng không? Mà đôi khi chúng ta cũng là con người mà, có thể chúng ta diễn đạt chưa chuẩn chẳng hạn, hoặc đôi khi mình diễn đạt đúng ý mình rồi mà lại chưa nói theo ngôn từ của người đối diện chẳng hạn. Đấy là chuyện bình thường ở trong giao tiếp, tại vì chúng ta là những con người khác biệt. Không thể nào là có mình lại có thể là phù hợp với tất cả mọi người được. Không bao giờ có chuyện đấy. Và mình cũng không cần phải nghĩ đến cái chuyện đấy luôn. Việc của mình là gì? Mình tìm cách để mà mình cung cấp thông tin cho người ta. Và người ta phản đối là bởi vì người ta muốn được một thứ, đó là làm rõ. Người ta phản đối là bởi vì người ta muốn được làm rõ, các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ cái điều này. Nếu như Anna thường nói một câu, và cái câu này nhá là đã giúp Anna xử lý rất là nhiều tình huống. Ví dụ như sau khi mình chia sẻ xong á, rồi họ im luôn. Họ im, họ lặn luôn, mình mới đau chứ. Với khi mà họ im luôn thì mình bảo là có nhiều bạn nói với Anna là chị cũng bị im như thế thì bây giờ phải làm thế nào. Thế thì Anna mới ngẫm nghĩ một hồi, rồi Anna nói thế này này. Anna nhắn là em ơi, chị chia sẻ với em các thông tin thì em không nói gì, thì chị hiểu là cái cách chị chia sẻ là nó, cái thông tin chị đưa nó chưa được rõ ràng. Vậy thì bây giờ chị rất là muốn là được nói chuyện với em thêm một lần nữa để chị có thể làm rõ hơn, để chị cung cấp thêm thông tin cho em. Và chị tin chắc rằng là khi mà em đã được nắm rõ hơn về mặt thông tin thì chị tin chắc rằng là em sẽ có đầy đủ dữ kiện để em đã đưa ra được cái sự lựa chọn và quyết định của mình. Đó, Anna dùng cái câu này nhá, dùng đúng cái câu này thôi. Các bạn đừng tin lời tôi, hãy tin ở cấp độ trải nghiệm ấy. Hãy dùng những thứ này và hãy đi và biến nó vào thực tế. Và khi mà Anna dùng cái câu đấy xong á thì có rất nhiều người đã trả lời Anna lại. Có rất nhiều người. Đến lát nữa làm đi nhá, làm xem nhá, xong rồi có gì thì nếu mà có kết quả thì không cần phải báo với Anna. Có kết quả thì đấy là một cái điều mà Anna rất là mừng. Sáng ra nghĩ đến Anna thì gửi năng lượng yêu thương cho Anna là được rồi. Cho nên là hãy nhớ rằng là cái từ làm rõ này nhá. Bạn cứ nghĩ thế này này, đầu tiên có khi họ cũng muốn từ chối mình rồi đấy, mà họ chả biết từ chối thế nào cả. Thế xong rồi họ im lặng rồi, bản thân họ cũng thấy là bây giờ mình đã lỡ im lặng rồi, mình chả biết phải nói chuyện lại như thế nào. Có thể họ vẫn muốn kết nối với mình. Thế cho nên là nếu mình mà là người nói, mình là người chủ động và mình chỉ nói đúng một từ thôi, đó là từ làm rõ. Thế thì các bạn hãy ghi xuống cái từ này để cho mình nhớ nhé.
đơn giản là người ta cần được làm rõ thế thôi. Và việc của mình là làm rõ thông tin cho người ta. À, đấy bạn cần cái này. Cho nên là bạn hãy làm sao để họ có thể làm rõ được. À rồi, tiếp đến. Sau khi bạn chuẩn bị cái đấy rồi, đúng không? Thì bây giờ thủ lĩnh của chúng ta đã dạy chúng ta cái cấu trúc là xử lý sự từ chối với 6 bước. Thì 6 bước này đã có video rất là chi tiết ghi lại, xong có rất là nhiều những cái video thủ lĩnh đã làm sẵn. À, thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta không nói về cái đấy. Chúng ta chỉ nói đến những cái phần là trước khi mà bạn đến cái phần đấy. À, và nếu mà cho nên là Anna phát hiện ra là có nhiều người bảo chị em cũng học qua cái video đấy rồi. Thế mà sau cái lúc mà em thực hành thì em vẫn cảm thấy là nó bị trục trặc á. Nó bị trục trặc thì có khi là hôm nay Anna rất là mong rằng là cái phần hôm nay sẽ giúp các bạn rõ hơn được một chút. Và cái phần nào đã ngon rồi thì chúng ta cứ thế chúng ta làm, chúng ta không cần phải sáng tạo bánh xe đạp. Việc của chúng ta là cải tiến những cái phần khác để cho mọi thứ nó tối ưu hơn mỗi ngày. Ngành này là ngành thực chiến, cứ ai mà có cái gì mà dùng được là chúng ta mang về chúng ta test, đúng không ạ? Rồi, cái số 4. À, ở đây các bạn có còn nhớ rằng là Anna có một cái phần livestream về 4 cái vị trí trong một cái cuộc giao tiếp không ạ? Là trong một cuộc giao tiếp ý, không phải chỉ có Anna và một bạn ở đấy cụ thể, mà còn có một cái vai nữa là vai một cái người ở đấy làm cái vai quan sát, và một cái người ở đấy là cái người luôn tìm ra giải pháp, là phải có 4 vị trí. Thế thì hãy luôn luôn nhớ về vị trí số 4. Vị trí số 4 là vị trí tìm ra giải pháp. À, khi mà nói đến đây này, bạn hãy nhớ, bạn hãy comment xuống số 4, comment xuống số 4 đi các bạn. Comment xuống số 4. Thế khi mà có rất là nhiều người nói rằng là tôi không thích đấy thế thì thôi thì nếu mà bạn không thích thì thôi. Cái này á là khi mà bạn rất là muốn kết nối với người ta thì bạn mới tìm đến vị trí này. Còn khi mà bạn còn cảm thấy là tôi không có lý do gì để kết nối với người này thì bạn không cần phải quan tâm đến điều này, và bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái việc mà xử lý sự từ chối, tức à làm việc với ý kiến phản đối, xin lỗi nói nhầm, tức là tiềm thức mình vẫn còn tức là như thế này, giả dụ như là mình thấy một ai đấy rất là thấy ghét. Thì nếu mà mình thấy ghét thì mình phải tôn trọng bản thân mình. Mình thấy ghét hẳn là bên trong lòng mình có một cái gì đó. Nếu mà bạn chưa muốn giải quyết hãy để yên như thế. Chúng ta cũng cần phải có thời gian để được chuyển hóa, đúng không nào? Thế còn đây là trong tình huống mình đang rất muốn tìm cách để kết nối với họ, thì bạn phải nhớ đến cái số 4 này. Vị trí số 4 trong một cuộc giao tiếp là vị trí của người tìm ra giải pháp. Và việc của mình là trước khi gặp ai đấy, trước khi bây giờ là video calling đúng không? Bây giờ không còn là thời đại gặp trực tiếp nữa, bây giờ là video calling. Thì hít thở sâu, bật màn hình lên, và mình luôn luôn nhắc nhở mình là tôi luôn luôn ở vị trí của một người tìm ra giải pháp. Tức là lúc này bạn là nhà biên kịch rồi, bạn không phải là hai cái người đối thoại với nhau nữa. Nếu mà chỉ có diễn viên thì mới có hỉ nộ ái ố vui buồn thôi chứ, đúng không? Mới có hào hứng, mới có phấn khích, mới có gì đó. Còn nếu bạn là đạo diễn, bạn là người sẽ viết ra, sẽ quyết định là bạn sẽ phản ứng như thế nào, đúng nào? Và nếu như mà bạn là người diễn viên ý, thì bạn sẽ phản ứng ngay lập tức, rất là bản năng. Nhưng nếu khi bạn đã nâng tầm của bạn lên thành đạo diễn rồi, khi bạn nâng tầm của bạn lên là biên kịch rồi, thì bạn là cái người mà sẽ quyết định là bạn sẽ dùng cái gì đó, dùng cái thái độ gì để mà đối diện với người kia, ngay cả khi người đấy đồng thuận với mình hay người đấy đang phản đối mình. Và tất cả bạn cần phải lưu ý vị trí số 4 là vị trí của nhà biên kịch nhá. Mình luôn luôn chơi ở vị trí của nhà biên kịch, đừng bao giờ chơi ở vị trí diễn viên hết, bởi vì bạn đang rất khao khát việc này, đúng không? Đấy là cái số 1. Và trong cái số 1 này thì Anna sẽ nói với các bạn. Các bạn còn nhớ là Anna có lần nói với các bạn là 7%, 38% và 55% không? Trong một cuộc giao tiếp, mắc cười lắm, ngày xưa Anna cũng bị mắc cái lỗi này. Anna yêu một cái anh đấy, xong rồi Anna biết là anh ấy không thích đi chơi với mình rồi, cho nên anh ấy trốn rồi. Mình vẫn phải khăng khăng nói ra tại sao anh không đi chơi với em, tại sao Anna lại cứ phải yêu cầu anh ấy phải nói ra, phải thừa nhận là anh ấy không thích cơ. Người ta không thừa nhận được. Thế cho nên là gì? Chính bản thân mình cũng thế. Bạn hãy hình dung nhá. Khi mà bạn tiếp xúc với một ý kiến phản đối, mình dễ thương này, mình nói hay như này tự nhiên phản đối mình, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu đúng không? Và cái sự khó chịu đấy nó sẽ được bạn thể hiện ra qua tâm giọng và qua dáng điệu, qua ngôn ngữ cơ thể. Nó rất là kinh khủng. Có rất nhiều lần là gì? Mình tìm cách mình khóa miệng mình lại, tức là mình không nói từ gì hết, ngồi nghe, chịu trận. Thế nhưng mà thực ra thì bạn không biết rằng là cái tâm giọng của mình này,
cái ngôn ngữ cơ thể của mình này, một cái gãi đầu này, rồi gãi mũi này, rồi khó chịu này, rồi khoanh tay này, rồi cái mặt của mình có khi lại còn vênh lên hoặc gì đó, trái phải gì đó, thì người ta đã biết là mình đang phản ứng với cái ý kiến phản đối người ta rồi. À, bạn hãy nhớ nhá, đôi khi ấy, người ta phản đối mình ấy chỉ đơn giản để làm gì ạ? Chỉ đơn giản là để test xem là mình đang tin tưởng được bao nhiêu, mức độ nào với những gì mà mình đang theo đuổi. Nhất là người thân trong gia đình mình nói là à, em đang làm cái này, ta phản đối xong, bắt đầu khi phản đối xong một cái là bắt đầu mình bảo thôi phản đối thế thì thôi, thế là bắt đầu mình sợ hãi liền. Thế là người ta đấy biết mà, chỉ thích thế thôi, nhưng mà thực ra là chỉ cần gặp một tí phản đối cái là bỏ ngay đấy. Thì cái đấy đúng không, bạn cũng phải hình dung là đôi khi chúng ta, bởi vì chúng ta quá sợ hãi cái sự phản đối đi, cho nên là chúng ta không giấu giếm được qua những thứ khác. Tức là ngôn từ thì nín được, nhưng mà tông giọng, với đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể, nó chiếm đến hơn 90%, và ai người ta cũng hiểu rồi đó. Cho nên là bạn cần phải chuyển hóa được ở bên trong. Thì khi bạn chuyển hóa được ở bên trong á, thì lúc đấy cái phản ứng của bạn bên ngoài nó rất là nhẹ nhàng. À, và dù thế nào thì chúng ta vẫn phải ngồi thẳng lưng và ngẩng cao đầu chứ, đúng không? Và nụ cười luôn luôn nở trên môi, đấy là do chúng ta luyện tập. À, và khi bạn không còn sợ ở trong đầu nữa thì tự nhiên bạn sẽ phản ứng được như vậy, bên ngoài bạn sẽ có những cái biểu hiện như vậy. À, và khi một người đấy thấy là ờ, sao mình phản đối thế mà nó vẫn tự tin, nó vẫn vui vẻ, nó vẫn hài hước thế nhở, thì tự động là người ta sẽ thấy là à, vậy là hay là phải chăng là mình sai. Tại vì một người nào mà đang rất là yêu cái công việc mà người ta đang làm ấy thì chắc chắn là có lý do. Đấy, ít nhất quả đấy phản đối về mình vẫn có thể neo được vào đầu người ta, đúng không? Mình vẫn có thể neo được vào đầu người ta một cái hình ảnh của mình là tràn đầy tự tin và tin tưởng vào những gì mà mình đã chọn, ngay cả đấy là chồng vợ của mình. À, ok chưa? Đó, đấy một cái thứ hai. Một cái thứ hai, đôi khi chúng ta cũng hay mắc phải lắm. Toàn là đội cánh cao mà. Đó là không được bỏ đi quá nhanh, các bạn ạ. Không được bỏ đi quá nhanh. Có rất nhiều người nói xong phát rồi bị từ chối. Ok, thôi, được rồi, không cần phải nói nữa, từ chối thì thôi. Hoặc là mình bỏ quên luôn người đấy. À, nếu mà mình làm thế này thì nó sẽ làm mất cơ hội của mình. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều nhóm tính cách, chúng ta đã được thủ lĩnh dạy chúng ta về màu đỏ, tính cách màu đỏ, tính cách màu xanh dương, màu xanh lá và màu cam, đúng không? Thế mình phải hiểu này, tính cách màu đỏ, tính màu sắc đấy cũng sẽ có vai trò trong đội nhóm. Màu sắc đấy có vai trò khi bạn phân công công việc, màu sắc đấy có vai trò khi bạn phân bổ doanh số, màu sắc đấy có vai trò khi mà bạn làm gì nhỉ, lên chiến lược kinh doanh. Và đồng thời khi mà một người bạn tiếp cận, màu sắc nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái ngôn từ của bạn. Ví dụ nhá, Anna ấy, Anna khá là cân bằng 4 màu, nhưng mà riêng trong kinh doanh thì cái màu đỏ của tôi rất là mạnh. Tôi màu đỏ trong kinh doanh của tôi rất là mạnh, cho nên là nói chuyện với người màu đỏ, muốn nói chuyện trình bày cái gì thì nhanh gọn, xúc tích, tham ắc, có thời gian. Nói chuyện với tôi mà ea là fail chắc luôn. Nói chuyện với tôi bảo là ê đi vào chủ đề được không? Ê, tức là người ta không phải người ta có ý xúc phạm mình đâu, mà người ta không chịu được cái sự lòng vòng với những người màu đỏ. Cho nên bạn làm ơn, bạn hãy nói thẳng vào chủ đề, ngắn gọn xúc tích, và trước khi được gặp một người màu đỏ là hít thở sâu. Rõ ràng mình không phải là tính cách màu đỏ, mình là người màu vàng, mình thích một sự chậm rãi và một sự nền nã chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà cái người mà mình nói chuyện đây, người ta lại thích tốc độ cơ. Thế cho nên là gì? Mình hãy học những kỹ năng để mình có thể lôi ra dùng được. À, với người màu đỏ bạn phải ngắn gọn như thế. Bạn phải nói rất là rõ. Anna là nói rõ đi, làm bao lâu, được khoảng bao nhiêu tiền, có chiến lược gì, đi thẳng vào mục tiêu. Thế thôi. À, đừng có và chị rất muốn giúp đỡ, chị rất muốn này kia. Mấy người màu đỏ không cần ai giúp đỡ họ hết nha. Họ rất là mạnh mẽ. Cho nên tự nhiên nghe cái từ giúp đỡ, tự nhiên nó làm cho người ta cảm thấy bản thân người ta bị mất năng lượng. Bản thân người ta như kiểu cụt tay cụt chân ấy. Ở đâu cần ai giúp đỡ mình đâu. Hỗ trợ. Cái một cái từ thôi bạn ạ. Nhưng mà cái tiềm thức của người ta là chấp nhận bạn hay là từ chối bạn là do một cái từ đấy. À, tiếp đến. Ví dụ như bạn nói với một người màu xanh dương thì rõ ràng người xanh dương là cái người mà bạn cần phải cung cấp nhiều thông tin và họ sẽ không quyết định nhanh được. Cho nên là có thể họ sẽ không biết phải nói với bạn như thế nào. Họ cũng chẳng biết là phải chấp nhận hay là không chấp nhận. Tất cả những cái lúc đấy thì chúng ta đều phải biết rằng là còn do tính cách của người ta. Mà có những người thì tiêu hóa nhanh, những người thì tiêu hóa chậm. Và những người chậm thì nhiều lắm. Mà đặc biệt là những người ta chậm á, nhưng mà người ta chắc. Ta chậm nhưng người ta chắc, thì khi họ về họ làm với mình á, thì họ lại rất là chắc chắn. Cho nên các bạn cần phải hiểu như thế. À, thì các bạn cần phải nhớ được những cái màu sắc này để mà các bạn có thể có được một cách mà nói chuyện với người ta, chuẩn bị cái bộ ngôn từ nói theo đúng cái thứ mà người kia muốn nghe, chứ không phải là cái thứ mà mình có. Nhiều người cứ hay cho cái thứ mà mình có. Thôi thì bây giờ học cái cách đi.
để người ta được nghe với cái thứ mà người ta muốn nghe, tại mình đang khao khát làm việc với người ta mà, đúng không? Còn nếu mà bạn bảo là khỏi, miễn tiếp xúc với cả cái người đấy thì thôi. Rồi, tiếp đến. Cái tiếp đến bạn phải là bạn phải chuẩn bị, bạn phải rất hiểu rõ. Bạn phải rất hiểu rõ về công việc mình làm bạn ạ. Ý nhiên là có mấy thứ này: sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng, chiến lược kinh doanh, sản phẩm, làm được ý kiến phản đối. Ít nhất bạn phải hiểu rõ được những thứ đấy. Bạn không cần hiểu rõ nhiều thứ quá về gọi là kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp rồi chốt chèo, có thể bạn chưa có được cái đấy. Nhưng mà Anna tin chắc rằng nếu mà bạn dành thời gian khoảng 2 đến 3 ngày thì tất cả những gì mà Anna vừa nói là bạn đã có thể hiểu được rồi. Và nếu mà bạn muốn đi gặp những người mạnh mà bạn lại không hiểu về gì về sơ đồ trả thưởng, bạn không trình bày gãy gọn được sơ đồ trả thưởng, bạn không nói cho người ta được cái tầm nhìn của bạn, thì có lâu mình mới có thể tiếp xúc được với người ta. Ta nghe bạn ấy, không phải là người ta từ chối cái công việc của chúng ta, người ta từ chối là từ chối hợp tác với bạn ấy. Thế cho nên là tất cả chúng ta đều phải điều chỉnh dần dần, vì đây là ngành thực chiến, chúng ta sẽ không giỏi ngay được 1-2 lần đầu. Và Anna, ví dụ như sau một thời gian 6 tháng Anna làm thì Anna cũng có thay đổi rất là nhiều. Mọi thứ của mình cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều so với cả 6 tháng trước đây. Cho nên là cái việc hiểu rõ những cái gì mình làm là một trong những cái thứ rất là quan trọng để giúp bạn có thể làm việc được với ý kiến phản đối. Thì mình phải hiểu rõ chứ, đúng không? Và chúng ta đã có trang bị hết cả tài liệu và video cho nhau rồi nên chả có lý do gì mình không dành thời gian mình xem nhỉ? Đó. Tiếp theo là bạn phải hiểu thêm được một cái nữa. Cho dù nó là cái gì, cho dù việc gì đang xảy ra, cái việc mà làm việc với ý kiến phản đối này, mình đừng có xem nó như là một cái gì mà nó quá nặng nề. Nó quá nặng nề bởi vì sao? Bởi vì như thế này nhá. Cho dù là mình có không thành công ở đây đi, thì cái hành trình này cũng giúp mình trang bị được những cái kỹ thuật để thương thuyết, những kỹ thuật để thương thảo. Và rồi sau này khi mà mình mua nhà, mua bất động sản, rồi mình vay ngân hàng, hay là mình thảo luận với bất kể ai đó, ngay cả con mình nữa, sau này nó lớn rồi, nó dậy thì rồi nó cũng sẽ có ý kiến phản đối mình. Thì có phải là việc của mình là gì? Mình hãy xem đây là một cái sự trang bị thôi. Một cái sự trang bị cho mình những cái kỹ năng nào đấy trong cuộc đời thôi. Đấy, làm part time hay làm full time, làm ít làm nhiều không quan trọng. Quan trọng là mình đã trang bị được cho mình rồi. Đó. Nếu mà mình xem như thế thì mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Rồi, tiếp đến một cái phần mà chúng ta hay đôi khi chúng ta hơi thiếu tự tin rồi chúng ta quên chúng ta làm, đó là không ám chỉ. Nghĩa là sao? Nên như này: không ám chỉ về người đối diện và cũng không ám chỉ về chính mình cũng như công việc kinh doanh của mình. Cái này nó hơi trừu tượng tí để Anna giải thích cho các bạn. Cái từ không ám chỉ là mình đừng có ấn định nhá. Mình đừng có ấn định bất kể điều gì về khách hàng. Ví dụ như thế này này: tôi biết là bạn em biết là anh rất là bận mà hôm nay em muốn xin anh vài phút để này kia. Ủa, biết là bận rồi thì tội gì phải nói chuyện nữa, đúng không? Cho nên đừng nói thế. Nếu biết là bận rồi thì tội gì mà phải gặp nữa, hoặc là xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng mà .. biết là làm phiền rồi thì còn xin lỗi, còn nói cái gì nữa. Cho nên việc của mình là mình vào thẳng vấn đề thôi, mắc gì mà mình phải ấn định như thế, đúng không nào? Tất nhiên là mình ấn định cho người ta, và khi mình ấn định như thế tự nhiên cái vị thế của mình nó cũng khác. Mình cái vị thế của mình nhiều khi mình quên, mình tưởng là mình đang sở hữu trong tay một cái gì đấy mà phải đi năn nỉ, nhưng mà không phải đâu. Các bạn đang sở hữu trong tay một cái phương tiện cực kỳ ngon, mà nếu ai đó mà không nắm bắt thì đấy là thiệt thòi của họ. Cho nên là không có gì phải xin lỗi cả. Rồi, không ấn định về mình. Ấn định về mình ví dụ như là có thể bạn nghĩ là tôi không có tiền cho nên là tôi mới làm cái công việc này, rồi đến khi tôi tìm hiểu tôi cảm thấy là thế này thế kia lắm. Rồi bắt đầu có thể bạn nghĩ rằng là tại sao tôi lại làm hết việc này đến việc kia như thế mà mãi mà vẫn chưa thể thành công được. Mà hôm nay tôi vẫn phải nói cái này, tôi vẫn phải chia sẻ cái này với bạn. Có khi mình còn nói này chứ, có thể bạn nghĩ rằng là network marketing MLM gì đấy, đa cấp gì đấy là cái thứ gì đấy mà nó rất là thiếu tôi không biết cái từ gì tiêu cực về cái nghề này. Nhưng mà ý là kiểu như là nó rất là ít chính trực chẳng hạn. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn muốn nói với bạn là thực ra trên đời không phải tất cả mọi thứ đều như thế, và vẫn có những cái công ty rất là ngon thế này thế kia, và công ty tôi là một cái công ty như thế. Cái chỗ này chính là cái thứ mà bạn cần phải điều chỉnh nhá. Bạn nếu như ai đấy đang mắc cái này, không mắc thì tốt quá. Còn nếu lỡ mà ai đang mắc cái này thì mình hãy nhớ này: trong tay mình đang có một cái phương tiện mà thực sự vô cùng hiếm có. Mình không dám nói nó là cái tốt nhất,
mà mình có thể tự tin rằng là nó là một cái hiếm có. Bản thân Anna là một người mới mà Anna đã tìm trong suốt 11 năm nay để ra được một cái phương tiện, một cái công cụ, một cái công ty, một cái mô hình như thế này. Thế cho nên là không có gì mà mình phải xin lỗi cả. Đây là một cái mô hình, một cái phương tiện mà có thể giúp người ta thay đổi cuộc đời, có thể giúp người ta đang ở dưới đáy của cái vực sâu người ta có thể lên được, có thể giúp người ta có được một cái phương thức để người ta có thể có được cái dòng tiền, người ta nuôi sống bản thân người ta, gia đình người ta, người ta lo cho rất nhiều cuộc đời khác. Không có cái gì phải xin lỗi về việc đấy cả. Bạn phải có một cái sự tự hào về những gì mà chúng ta đang theo đuổi. Và khi mà bạn tự hào về những gì mà mình theo đuổi, cái cách đặt vấn đề của mình nó phải khác. Và nếu như đôi khi là mình rất tự hào mà do một cái thói quen nào đấy mà mình không may mình lại ấn định những thứ như thế này, thì bạn hãy bỏ đi, bởi vì nó chả có hữu ích gì cả. Chả hữu ích gì cả nhá. Rồi xong, thế là đi hết những thứ bạn cần phải chuẩn bị rồi đấy. Thế rồi bạn có ghi xuống được, nãy giờ có ghi xuống được cái gì không? Hãy ghi xuống, bởi vì khi mà mình ghi xuống á là mình nói cho mình nhớ cho mình. Ok rồi, trẻ thơ. Tại sao lại là trẻ thơ? Tức là cái điều này là cái điều mà bạn nếu mà bạn nhớ được, bạn sử dụng được thì nó sẽ rất là thuận lợi. Bạn có thấy là có những đứa mà nó ngây thơ quá, xong rồi mình nói cái gì nó cũng nghe hay quá. Nếu mà như thế thì thực sự cũng rất là dễ để kết nối với người khác. Ít nhất là tôi thấy vẫn thấy mình dễ thương. Ví dụ nhá, một người nói rằng là chứ chị không thích, chị nghe em nói rồi mà chị không thích cái cơ hội này, mình vẫn vui vẻ. Ồ vậy hả, chị không thích hả? Ồ em xin lỗi chị nha, tại mà bây giờ nãy giờ em đang còn chưa vẫn đang hào hứng chia sẻ quá, cho nên là nãy giờ em chưa có để ý là chị không thích bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu từ cái chỗ nào là chị không thích nhở. Đó, ví dụ như thế mình hỏi lại. Hoặc người ta bảo sản phẩm đắt thế, sản phẩm đắt này sao dùng được. Xong mình bảo ồ đắt hả chị, em không biết là nó đắt đó, nó đắt so với cái gì hả chị. Đấy là một cách bạn sử dụng năng lượng của trẻ thơ. Bạn để ý này, trẻ thơ nó không có quan tâm đến việc là bạn đang khóc hay bạn đang cười mấy đâu. Nó sẽ quan tâm đến nó hơn. Và việc của chúng ta là chúng ta phải giữ được cái nguồn năng lượng đấy, một cái nguồn năng lượng tươi trẻ. Và cái nguồn năng lượng trẻ thơ này có thể phù hợp với bất kể, đối diện với bất kể một tình huống phản đối nào các bạn ạ. Đấy đây các bạn, miễn là đừng có làm dùng nó quá thôi, đừng có làm cho nó mặn quá, cả làm cho nó nhiều trò quá. Và khi mà mình luôn luôn hào hứng, luôn luôn vui vẻ, người ta sẽ bắt đầu tự hỏi là ồ bạn này bạn đang làm cái gì mà sao bạn lại hào hứng, mà bạn ấy lại có cái tình yêu, mà có một cái niềm tin, mà có cái một cái sự nhiệt huyết như thế nhở. Và thế là người ta bắt đầu tò mò. Thế là ít nhất là sau cái lần đấy về, có thể người ta chưa đồng ý với mình ngay, thế nhưng mà người ta sẽ bắt đầu follow mình. Bạn này bạn ấy vẫn làm cho mình phải nhớ đến bạn ấy, bởi vì là khi mà ai đó nói về một niềm đam mê người ta khác hẳn. Tôi có một anh bạn trai nhá, anh ít nói cực, mà cứ mỗi lần mà đụng đến ô tô ông nói nhiều lắm ý. Thế cho nên là nói mà nói hết cái này cái kia, tôi bảo đấy nói nhiều thế chứ ai bảo nói ít. Thế thì có phải là khi mà người ta nói với một cái niềm đam mê, một cái thứ gì mà người ta hiểu rất rõ là người ta phải tràn đầy đam mê không? Thế cho nên bạn phải giữ cái này, nhớ phải giữ cái này. Ok. Và một điều cuối cùng cực kỳ quan trọng, luôn luôn phải ghi nhớ cái điều này. Trước khi đến điều quan trọng thì tôi cần cho tôi vài giây. Có một điều cuối cùng. Bạn có thấy chữ gì đây không ạ? Hãy luôn là chính mình. Hãy luôn là chính mình. Trong tất cả những gì mình dùng, tất cả kỹ thuật mình dùng, tất cả kiến thức mình sử dụng, tất cả mọi thông tin mình đưa ra, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn nói gì không quan trọng đâu mà, quan trọng là cách nói. Nếu một người hết sức, tốc độ là bạn, bạn hãy cứ tốc độ. Nếu một người, bạn là một người rất là nền nã, thì hãy cứ nền nã. Nếu bạn là một người rất là mạnh mẽ thì hãy thể hiện sự mạnh mẽ. Là chính mình nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu cho dù là mình do cái việc là mình hòa hợp với người ta, xong rồi mình làm bộ là mình cũng giống như người ta đó, thì đến khi mà họ vào làm việc với mình á, họ cũng phát hiện ra là không giống, đúng không? Và lúc đấy là còn nguy hiểm hơn. Cho nên là Anna thấy rằng là trong cái nghề này này, thì cái việc mà kết nối với con người thật và mình có thể tôn trọng được con người thật của mỗi người là rất quan trọng. Người ta hay đương nhiên mình phải nói theo cái ngôn từ của người ta, nhưng mà ngay cả khi mình nói ngôn từ của người ta thì mình vẫn phải là chính mình chứ, đúng không? Chỉ là tôi vẫn là tôi, chẳng qua tôi sử dụng cái kỹ năng để mà tôi kết nối với anh thôi, chứ còn tôi vẫn là tôi chứ làm sao mà lẫn lộn được.
đúng không nào? Và bạn hãy nhớ nhá, cái việc của mình á, mình là người cung cấp thông tin, việc của mình đơn giản là mình cung cấp thông tin thôi. Thế cho nên là từ tông giọng, từ thái độ, từ ngôn từ mình sử dụng là mình cũng đơn giản là mình cung cấp thông tin, chả có cái gì hơn cái việc cung cấp thông tin. Và mình luôn luôn sẵn sàng làm rõ. Và việc của mình không phải là một người đi bán hàng, mình không phải là một người đi dụ dỗ ai đấy, mà việc của mình là gì? Việc của mình là mình là người kết nối. Mình kết nối tất cả những người có đam mê, tất cả những người khát khao, tất cả những người có hoài bão, tất cả những người sẵn sàng. Bạn hãy nhớ này, cái từ mà sẵn sàng là rất quan trọng. Và ở ngoài kia có rất nhiều người, bạn biết không, họ đã tìm cái này 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm. Thậm chí là Anna có những cái người ở trong đội nhóm của Anna, chị nói rằng là chị đã tìm cái này 19 năm rồi. 19 năm rồi. Và bạn hãy tự tin rằng là cái việc mà bạn ngày hôm nay bạn chia sẻ với họ ấy, là bạn cũng cứ an tâm rằng là họ đủ thông minh, họ đủ sáng suốt, họ đủ trải nghiệm để mà làm gì ạ? Họ đủ tất cả những thứ đó để mà có thể đưa ra được quyết định cho chính mình. Đấy là một trong những cái điều mà vô cùng quan trọng mà các bạn cần phải nhớ. Và điều bạn nói gì, Anna xin nhắc lại là không quan trọng đâu ạ, quan trọng là cách nói. Nói gì không quan trọng, quan trọng vẫn là cách nói. Hãy luôn luôn nhớ cái điều này, hãy luôn luôn ghi nhớ cái điều này. Và khi mà bạn ghi nhớ cái điều này rồi á, thì bạn sẽ làm việc với tâm thế khác. Bạn sẽ cảm thấy được là à, cho dù là mình có đang cung cấp cái gì, cho dù người ta có phải dùng ý kiến phản đối nào mà phản đối mình đi chăng nữa, thì việc của mình vẫn là giữ đúng vai trò của một người cung cấp thông tin. Và Anna tin chắc rằng là với những cái sự chuẩn bị đấy, kết hợp với cả cái video 6 bước làm việc với ý kiến phản đối của thủ lĩnh chúng ta, thì các bạn sẽ nắm trong tay mình được một cái cách để bạn có thể làm được với những cái ý kiến phản đối một cách nhàn tênh. Hãy xem đi xem lại những cái video này và hãy trang bị cho mình một sự chuẩn bị rất là tốt. Và nhớ nhá, người ta phản đối là vì người ta muốn được làm rõ. Hãy luôn luôn nhớ như thế. Hãy tự nhắc nhở mình như thế, để cho dù là một cái sự phản đối nào thì bạn vẫn cảm thấy là nó hết sức bình thường. Nếu ai đó nói không thì hãy nhớ rằng là cái từ không đấy là họ không với chính bản thân họ chứ không phải là không với mình. Chứ đúng không? Tại vì là cái mình vẫn chọn sự lựa chọn này mà. Quan trọng là họ không đấy là không với họ. Và cái từ không đấy ấy, nó có đáng sợ nhiều không ạ? Nó đáng sợ, nó cũng chỉ giống như là khi ai đấy hỏi bạn là ê Anna, mày ăn chè không? Mình trả lời là không, tao không ăn đâu. Đó, chỉ thế thôi. Hãy xem tất cả những thứ đấy, nó là những cái thứ rất là bình thường. Và cái người đối tượng ấy, họ có quyền được phản đối. Đấy là chuyện tất nhiên. Và cái quá trình của mình là phải làm cho họ, cung cấp đủ thông tin cho họ, để rồi họ có sự chuyển hóa. Và nhớ nhá, cho chính mình thời gian và cho họ thời gian. Luôn luôn là chính mình. Và hãy luôn luôn tự giải quyết những thứ gì bên trong đầu mình sẵn. Tại vì bên trong đầu mình mà thuận lợi nó là thuận lợi, còn bên trong mình mà bạn nhìn thấy và là khó khăn nó là khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cái phần livestream của Anna. Anna, bạn biết làm gì? Anna làm gì không? Anna đang nhìn thấy ở trên màn hình cho nên Anna muốn chụp lại. Đó, ok, chả thấy gì cả. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi cái phần livestream của Anna. Anna mong rằng là những thông tin này là hữu ích. Và Anna xin chúc các bạn là chúng ta còn một ngày hai đêm nữa. Ngày hai đêm nữa để mà chốt sale, chốt số. Nào, cho đến khi nào mà vẫn là chưa phải là 24 giờ của ngày 31 tháng 3 thì cái quá trình hành trình chiến đấu này vẫn tiếp tục được bắt đầu. Vẫn tiếp tục, cho dù nó là mục tiêu nào đi chăng nữa, cái kết quả quan trọng và cái hành trình còn quan trọng hơn cả cái kết quả. Cái hành trình mà bạn dấn thân còn quan trọng hơn kết quả. Cho nên nhớ nhá, chúng ta sẽ vẫn chiến đấu với mục tiêu của chúng ta. Chúng ta tin tưởng cho đến giây phút cuối cùng của tháng này. Xin chúc tất cả các bạn đều xuyên đích thành công. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau.